Quý vị và các bạn có thấy một cái công viên toàn là hoa hồng hay không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công viên của Hàn Quốc toàn là hoa hồng. Một cái công viên ở thành phố Daegu. Tất cả loại hoa đều hoa hồng. Đây quý vị và các bạn thấy không? Từng khóm hoa. Hoa hồng vào sương sớm. Ở trên một cái từng loại của hoa thì có một cái bảng. Ở đây bảng hoa hồng số 81, bạc ngàn loài hoa. Thích quá. Bây giờ là tháng 8 nên các loài hoa thì cũng đã tàn đi, vơi đi bốn phần nào. Đây, các bạn sẽ thấy loại hoa. Hoa này chưa thấy bao giờ ở Việt Nam. Hoa hơi hồng hồng. Sẽ thấy một cái cánh hoa. Nó giống như là hoa sứ. Giống như là hoa sứ. Rồi, các bạn sẽ thấy hồng vàng. Đây các bạn sẽ thấy hồng. Hồng nhung. Không, hồng này là không phải là hồng đỏ. Chắc chắn là tôi sẽ làm một cái bộ sưu tập cho các bạn thấy, một cái bộ sưu tập cắt tất cả các màu hồng. Và các bạn thấy không, đây là một cái màu cam. Tí nữa tôi sẽ làm một cái bộ sưu tập công viên hoa hồng có các màu. Đây một nụ hoa còn sương sớm. Đây mới chính thức là hoa hồng nhung. Cũng như thế có cái bảng hiệu là President Langer, chắc tên của một cái loài hoa hồng. Con sẽ thấy những cái bông hoa. Trồng gì nó có lai giống không chị hay? Nhưng mà bông hồng vàng thì đâu, bông hồng phấn. Cái hồng phấn không đếm biết bao nhiêu. Đây là bông hồng vàng quý vị các bạn. Nó đẹp được có 2 phần thôi đó. Trong công viên thì có những cái cách trang trí để cho người ta thấy rất là đẹp. Ở bên kia và có vài chú cho trẻ em thích thú. Ừ. Thấy không? Thấy có một cái chữ Rose, con đường hoa hồng. Rose. Đây là con đường hoa hồng. Đây là một cái loại hoa, này là hoa cũng là hồng nhưng mà cái loại chủng loại nó là tím tím. Đây gọi là công viên hoa hồng các bạn, Rose Park. Hoa hồng mà người ta trồng trên cây nữa nè, một cây cây là trên tường ấp bà thư.
trồng trên cây cao khoảng 3 mét. À, chung cư hoa hồng luôn ha. Đây, có một cái bông hồng to dán trên tường, dán trên cái tòa nhà. kia bông hồng vàng nó đặt trên tường như thế này. Đây là một cái hệ thống điện. Nếu mà quý vị và các bạn có thể tưởng tượng như là ở dưới người ta trồng bông thiệt, trên là người ta sử dụng đèn đèn quang buổi tối rất là đẹp. Các bạn có thể tưởng tượng giống như Noel ở khu Phạm Thế Hiển, khu Hóc Môn vậy, Thanh La Xóm Đạo. Là tối là các bạn sẽ thấy nó rực rỡ và nó đẹp đến mức độ nào. Rồi vậy nha các bạn. Tôi sẽ chụp từng loại, mỗi một loại tôi sẽ chụp một vài tấm để làm kỷ niệm ha. Một cái bông hồng này rất là to. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem công viên hoa hồng của tôi. Mỗi loại em chụp một hai tấm. Đây nó có chế độ hoa nè.